Chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Lâu lâu cho Hoàng Anh gửi lời chào đầu tiên cho nó hãi hùng chút xíu cho quý bà con. Willow Farm là một trong những đơn vị chuyên sản xuất cây giống có giá trị kinh tế cao và đồng thời hỗ trợ phương pháp canh tác hữu cơ hiệu quả để giúp quý bà con chúng ta tạo ra cái năng suất từ vườn của mình thật là nhanh, thật là sớm nha quý bà con. Và bây giờ thì hôm nay liên quan tới phương pháp canh tác hữu cơ thì Hoàng Anh xin phép được chia sẻ với quý bà con chúng ta cái cách như thế nào ạ? Cái cách để giúp chúng ta bón lót cho cây măng cụt thái ghép bo cho nó, khi bà con chúng ta cho nó cộng sinh với đất mẹ thế đầy đủ dinh dưỡng để cho cây nó phát triển thiệt là mạnh nha quý bà con. Trước mặt quý bà con chúng ta đây là một cây măng cụt thái ghép bo, hàng này hàng có thập, Hoàng Anh ghép ít nhất cây này cũng phải lai tạo khoảng 1 năm rưỡi thì nó mới ra được như vậy nha quý bà con. Trải qua 7-7-49 lần lên bờ xuống ruộng, thứ nhất là chúng ta phải trồng cái cây từ hạt tầm khoảng 5 rưỡi chúng ta bắt đầu chúng ta mới đến bo, rồi sau đó chúng ta phải ghép cái bo lại, phải trùm cái bo lại, sau đó mở ra thì bắt đầu ổng mới sao, ổng mới chồi những cái chồi non mới nhú thôi. Và để mua nuôi được có thập như thế này phải cộng thêm ít nhất là khoảng nửa năm nữa nó mới ra được vậy nha quý bà con nha. Nên là quý bà con chúng ta sẽ thấy là cây măng cụt thái ghép bo thỉnh thoảng là bên Willow Farm bị hụt hàng là do là sao, bà con quy trình sản xuất quá chặt chẽ nên là chúng ta bị sao bà con, bị số lượng ra không có nhiều. Nhưng mà thôi, Hoàng Anh không có chạy theo số lượng, Hoàng Anh luôn luôn đảm bảo hàng hóa của Willow Farm là chất lượng và đúng giống. Quay lại chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đã quyết định trồng cây măng cụt rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bón lót như thế nào cho cây măng cụt. Ở trên tay Hoàng Anh đây là một cái bịch hắc kim nano 1 kg, mà con nhìn cái bịch bà con chúng ta tưởng đâu là 2-3 kg đúng không? Không, hắc kim nano là một cái loại phân bón lót rất là hiệu quả cho quý bà con chúng ta khi bà con chúng ta sẽ trồng cây măng cụt hoặc đơn giản là cây sầu riêng, cây mít, cây gì cần bón lót thì bà con chúng ta xài dùng Hoàng Anh hắc kim nano giúp Hoàng Anh rất là hiệu quả nha quý bà con nha, cực kỳ hiệu quả luôn. Cái phân bón này là Hoàng Anh nhập khẩu từ ở nước ngoài về nguyên đan nguyên kiện về Việt Nam. Chúng Hoàng Anh sẽ chia ra làm 3 cái quy cách. Một là gì bà con? Một là hàng một gói như thế, 1 kg như thế này. Hai là hàng 10 kg hắc kim nano đóng bao 10 kg. Và ba là hắc kim nano đóng bao 20 kg bà con. Mục tiêu của nó là gì? Trong này phân hắc kim nano này có chứa cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, chỉ số đạm tầm khoảng 10-12% kết hợp thêm kali. Mà cái quan trọng là cái đạm ở trong hắc kim nano này nó đến từ động vật chứ không phải đến từ hóa học như quý bà con. Và kali thì đến từ cây chuối, cây thực vật đó quý bà con. Nó sẽ giúp cho cái kali thì nó sẽ giúp cho cái cây của mình nó tăng cường sức đề kháng. Nó là một trong những cái đa lượng rất là cần thiết cho cây. Nhưng mà cái đa lượng của hắc kim nano Hoàng Anh lấy từ những cái nguồn dự tự nhiên, dinh dưỡng tự nhiên, nó sẽ giúp cho cây của mình dễ hấp thu và nó đều trải qua một cái công nghệ 4.0 dây chuyền sản xuất để hiện đại. Thứ nhất là đẩy hết nước ra ngoài nữa, bà con thấy nè, cái phân hắc kim nano bà con thấy cái viên nó rất là tròn và nó sao quý bà con, nó tròn quay tròn ẩm mà, và nó sao quý bà con, nó rất là nhẹ, nó nhẹ vô cùng luôn. 1 kg nó nhiều cỡ này nè quý bà con, 1 kg nè, cái này là 1 kg chứ không phải 2 kg đâu nha. 1 kg nó nhẹ dữ lắm, nên bà con chúng ta bón lót chúng ta sẽ bón bao nhiêu gram ạ? Chỉ có 50 gram thôi nha bà con. 50 gram hắc kim nano tầm khoảng 1 nắm tới 2 nắm tay, tùy nắm quý bà con chúng ta lớn nhỏ, tùy là chúng ta có nắm tay người yêu nhiều hay ít nha quý bà con nha, đặc biệt nắm tay vợ nhiều hay ít nha. Nắm tay mà chặt chẽ, nắm tay mà cái lòng bàn tay ok la đó, là chúng ta bón một nắm vào Hoàng Anh. Và sau đó chúng ta sẽ làm gì quý bà con? Chúng ta sẽ trào trộn cái hắc kim nano với cái đất ở trong cái lòng của cái mô. Bà con chúng ta sẽ chuẩn bị đặt cái cây măng cụt thái ghép bo xuống nha, nhớ là xào trộn lên luôn nha, nhớ dùm Hoàng Anh là phải xào trộn lên, ok. Và ngoài ra ở trong cái hắc kim nano này, ngoài đạm từ động vật, kali từ thực vật ra, thì nó còn bổ sung thêm nữa cho quý bà con chúng ta là gì? pH là 7.2. tại sao Hoàng Anh nói về cái vụ pH? Cái pH mà vừa mưa bà con chúng ta hay trồng cây, bà con chúng ta dễ bị tụt pH đất. Và Hoàng Anh có lời khuyên quý bà con chúng ta trước khi trồng cây, chúng ta nên rải vôi nông nghiệp để nâng pH lên một cách nhanh chóng. Và sau đó chúng ta sử dụng những cái chế phẩm sinh học, những cái chế phẩm điều hòa pH để giúp cho pH đất bền vững. Thì cái pH của cái bạn hắc kim nano này là 7.2, khi bà con chúng ta bón vô sẽ không làm tụt pH đất. Và pH đất nó có liên quan tới việc là rễ chúng ta hút dinh dưỡng mạnh hay yếu, rễ chúng ta hút dinh dưỡng hết hay là còn tồn dư nha quý bà con nha. Nên hắc kim nano anh đã thủ sẵn cho quý bà con rồi, ổn định bề pH. Và khi bón hắc kim nano xuống, nó sẽ làm cho cái gì quý bà con? Nó sẽ làm cho cái gì ạ? Ổn định pH và cây hấp thu rất là tốt. Vì hắc kim nano này bà con là ở dạng mạch nano ngắn quý bà con, ở dạng công thức hữu cơ mạch nano ngắn, hấp thu rất là nhanh. Nó không phải giống như phân bón NPK hóa học phải trải qua cái quy trình phản ứng nữa. Và cái hằng NPK với phân chuồng phải trải qua cái quy trình phản ứng, nó tạo ra axit. Vì thế khi bón NPK với lại phân chuồng mới sản sinh ra
cái hiện tượng là tuột pH đất nhưng quý bà con, còn hắc kim nano bón vô không có sao. Và cái viên hắc kim nano này nó bổ sung quý bà con chúng ta là thêm trung vi lượng 17 loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cây, đặc biệt là vi lượng thì có bổ sung thêm những cái vi lượng hiếm để giúp cho kích thích cái cây của mình sinh trưởng phát triển mạnh. Và cái bón lót thôi mà đã thấy tuyệt vời như vậy rồi, nó làm xanh lá dày lá, kích thích rễ ra nhiều và duy trì một cái nguồn linh dưỡng ổn định cho cái cây của mình. Cụ thể là sao, cái viên hắc kim nano về bà con chúng ta quan sát giúp dùng Hoàng Anh nha. Cái viên hắc kim nano này á, cái phần ngoài là tan nhanh, còn cái lõi bên trong là nó cái hột nó bự bự vậy nè. Khi mà nó tan tới cỡ chừng, còn cỡ cái chừng cái đầu cây tâm nhang á, là nó sẽ tăng chậm lại. Lý do là sao? Đó là nguồn dinh dưỡng Hoàng Anh cố tình làm theo phương pháp đó để sao nó tăng chậm từ từ, để cho cây mình nó có cái nguồn dinh dưỡng duy trì. Bà con ăn thì dễ ăn, nhưng mà ăn phải ăn đều, ăn từ từ ha quý bà con ha. Nên bà con chúng ta rải hắc kim nano xong thì tầm khoảng 2 cây măng cụt chúng ta phát triển tới hết tháng thứ 2 đầu tháng thứ 3 chúng ta mới rải hắc kim nano tiếp. Và từ cái tháng thứ 3 trở đi thì hắc kim nano mỗi tháng như vậy chúng ta bổ sung cho cái cây măng cụt hai cái bao chúng ta tầm khoảng là nhiêu ạ? Tầm khoảng là 50g thôi. 50g thôi. Trong cái giai đoạn á, bón lót thì chúng ta chỉ xài vậy. Bón lót thì chúng ta chỉ xài hắc kim nano, 1 kg hắc kim nano giống như một cái bịch mà Hằng Anh đang cầm đây, và con chúng ta bón lót được tới là 20 cây nha, tại mỗi hố có 50g mà. Thì 1 kg là chúng ta sẽ bón được 20 cây, bón lót được 20 cây và không cần phải bổ sung phân chuồng hay phân hóa học gì hết nha quý bà con nha. Ok chưa? Còn nếu trong quá trình sinh trưởng phát triển thì bà con chúng ta có thể xài cái bạn siêu dưỡng cây này. Cái này mấy bạn trút hết dung dịch ra rồi, chứ cây này nặng 5 lít Hoàng Anh không có thể nào cầm có một tay thì được đâu mô phật. Và kết hợp thêm trong cái bộ này thì là có cái thằng Trico Humic 2 gói và thằng Humic Hoa Kỳ 2 gói. Thì Hoàng Anh sẽ chia sẻ với bà con chúng ta trong một cái video về cái dinh dưỡng phù hợp cho cây măng cụt. Còn này là bà con ta hỏi chủ yếu Hoàng Anh là phân bón lót, thì bón lót cho cây măng cụt thì chỉ có cái thằng hắc kim nano này là đủ rồi nha quý bà con nha. Kính chúc cho vườn măng cụt Thái Ghép Bo quý bà con chúng ta sinh trưởng phát triển mạnh. Và nhớ lưu ý cho Hoàng Anh, đây là cây lâu năm, trồng là phải lên mô. Dạ. Và ra nữa quý bà con, khoảng cách phải thưa ra, nó có nhiều khèo thì nó mới ra được cái trái nó nhiều như quý bà con nha. Lưu ý giúp dù Hoàng Anh nha. Cảm ơn quý bà con và Willow Farm có chương trình hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và sẽ đồng hành cùng quý bà con chúng ta trong cái vườn măng cụt của mình. Măng cụt nó dễ lắm, không cần làm bông làm trái hết, gọi cái ben nó tự ra thôi. Quan trọng chúng ta có nhiều khèo nó ra nhiều trái. Vậy đó nha. Vậy nha. Thank you.